Cảm ơn người. Nay mấy anh em đi kiểm tra với bảo trì nhà yến nha mọi người, chăm lo với kiểm tra lo miệng dẫn rồi đến giờ quay cho mọi người xem. Rồi lấy đi, mấy cho mọi người coi nha mọi người. Này mấy anh em đang kiểm tra lo nha mọi người. Chút xíu mấy anh sửa lò ngoài cho mình.